mời các bạn ghé thăm quán tên là Quán Ngon Ba Miền ở thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Việt Nam. Xin mời các bạn ghé thăm là cái quán tên là Quán Ngon Ba Miền. Địa chỉ là 158 đường Hai Bà Trưng, thành phố Pleiku, Gia Lai. Thì ở đây thì cũng làm các món ăn của Ba Miền, tức là Bắc Trung Nam. Như tôi thấy thì cũng là các món ăn đều rất ngon và nhân viên thì rất là thân thiện. Đấy, các bạn thấy là một số chó nhỏ, để tôi zoom lên to tí. Một số chó nhỏ đang chơi trong đây. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Để từ từ máy nét. Và đây là quán ăn Ba Miền. Tên thì gọi là Quán Ngon Ba Miền. Tên thì Quán Ngon Ba Miền. Đây là một số đầu bếp này. Đây là Quán Ngon Ba Miền, 158 Hai Bà Trưng, thành phố Pleiku, Gia Lai. Khả năng tay này là nhân viên chính. Cái món gì? Heo đồng bào lưỡng lưu. À, tướng lưỡi. À, rồi. Anh phải quay cái lưu này cho anh quay luôn cái lưu. À, đấy, tuyệt vời. Như sao nu này nó không có thịt. Đây, cái này em nướng rồi. À, rồi, tức là bỏ trong này. Rồi, ok. À, móc đây như kiểu như hoa bon phút mà móc từ trung nướng. Rồi. Chính xác. Đâu phải quay tay chủ quán, tuyệt vời. Ô, tay là tuyệt vời. Còn cái bà này cười phù đạo. Cô này là gọi là bếp chính. Giới thiệu đi, tức là anh nói rồi, đây là quán Ba Miền. Hôm nay anh đến là lần thứ hai. Dạ. Địa chỉ gì là 158 Hai Bà Trưng. Rồi, cái đây là ấy xong, bây giờ là món gì nữa? Dạ, món vịt trời nướng. À, vịt trời, tức là gọi vịt dài. Ngoài Bắc gọi vịt dài. Dạ, đúng. Nó nhỏ thế nè. Dạ, vâng ạ. Cái này em nướng ngon đây ạ. À, đây này con, từ. Cái này là cơm Nam. Cơm Nam này thì chưa được như ở Măng Đen Con Tum. Dạ. Đúng không? Tại vì cơm Nam ở... Nhưng mà không được, vịt trời mày nhắc, tại sao? Không phải quay đưa lên bạn bè nó xem nội coi không? Rồi, từ. Đây là một nửa bây giờ nướng. Không phải nướng lu đúng không? Dạ. Lu là gì? Nướng lu là phải đặt trước. Còn cái này là cơm Nam. Nhưng mà các bạn ạ, tôi thấy cái tay loại là không biết chủ quán hay không phải nhân viên mà tay này được ấy. Món ăn tuyệt vời. Quay phát để đưa lên cái YouTube hoặc là YouTube. Mày bắt tay anh ấy. Ôi, bắt tay. Ok, cảm ơn anh nhiều nhé. Rồi, để đưa cái tay mà bắt tay. Ok. Rồi, cảm ơn anh. Bắt. Vào trong quán thì cũng thấy hay. Cảnh đẹp. Lại giống cả Chí Phèo Thị Nở ngồi coi. Nhưng tôi vẫn phải vào xem lại. Đây thì toàn quang cảnh khách. Tôi định quay cái cây phong lan nhưng mà đấy toàn là khách là trẻ con hoặc là khách hàng thì cũng rất là đông. Tức là mọi người, tức là buổi tối. Bây giờ là 20:06, cũng rất nhiều người, tức là đến đây để dự bữa cơm thân mật, và các cháu là rất nhiều. Đấy, để tôi vào tôi xem lại thịt nướng nu. Em đang sức khỏe.
Ra cái tổ chỗ quay à, tay mà quay ấy. Mày dẫn ra cái. Dạ. Mày dẫn ra cái tay mà đang đứng thịt để tao quay phát. Nói thằng em ấy à, ôi giời, nhân viên thế này, tơ để cho nó nét. Ôi giời, nhiều người đẹp thế. Nhiều ở đây là rất nhiều mũ này, gọi là mũ Noel. Nhưng tôi vào tôi quay cái tay nướng thịt đấy thôi. Em ơi, anh quay ngoài kia, anh chưa tin lắm, anh phải quay vào trực tiếp. Đâu, phải quay trực tiếp vào đây. Đây là cái tay giới thiệu tôi là nướng thịt nu này và nướng vịt trời. Vịt trời nướng đây có một nửa con, lúc nãy tôi quay góc kia. Đây bây giờ tay này đúng cũng được á, tay này nấu ăn tuyệt vời. Và còn cơm nam chắc đưa khách rồi. Cần thịt nướng nu. Lúc nãy quay kia bây giờ ông mở này tôi xem lại quá nào. Các bạn thấy đấy, đây phía dưới đây là một cái lò than. Gió thổi phía dưới lên. Đại vung treo thịt đây. Thôi nó cảm ơn chú nhá. Ăn qua tay lần nữa, đưa lên Việt Nam cho nó khí thế đấy này. Dạ, vâng. Ăn này mấy trốn uống rượu ra đây nhá. Dạ, vâng. Rồi, ok.